Dạ vâng, Sơn Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác. Cái clip hôm nay thì em có làm một cái clip quay chi tiết và test cái sản phẩm là một chiếc đầu băng cối Tech A6300 về cho một bác ở Bắc Ninh theo yêu cầu riêng của bác, muốn được quay chi tiết cận cảnh cái dòng sản phẩm này trước khi nhận hàng. Thì đây là một cái model đã quá là hay và nổi tiếng ở trên thị trường rồi. Và máy này thì trong cái tình trạng còn rất là đẹp và cực kỳ là xuất sắc. Đầu tiên thì em sẽ quay cái phần mặt mũi của chiếc đầu Tech A6300. Các bác có thể thấy là mặt con này thì là quá đẹp luôn, không một vết chày. Mặt của nó thì sáng bóc luôn ạ. Đây, các cái núm này này còn sáng bóng á. Mặt mũi thì sáng choang luôn. Đấy, các bác có thể thấy không? Các cái chưa một cái chữ nào bị mờ nhé. Đấy, nhiều con thì đã bị mờ rồi, nhưng mà con này thì chưa chữ nào bị mờ và cái mặt của nó này trắng bóc luôn các bác nhé. Đấy, trắng bóc và soi gương được, các cái núm nút rất là đẹp, đồng hồ rất sáng trong vắt. Tiếp theo thì bên hông thì có hai cái hồi gỗ. Đây, hồi gỗ này là gỗ vân lim đây, nguyên bản mộc mạc, chưa có spa tút tát gì. Hai cái hồi gỗ trông vân gỗ rất là già và cứng. Đấy, nhiều con nó không được cái vân gỗ nổi như này đâu. Đấy, tiếp theo thì quay cái hồi gỗ bên này cho các bác xem. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo thì em sẽ quay cái phần nội thất của máy A6300. Nội thất thì sắt xi 7 màu các bác nhé. Các bác quan sát ở phía dưới này, chúng ta sẽ dòng điện là 100V và model 6300, có cái số series là 600040. Đấy, số series rất là đẹp. Nhìn sâu ở bên trong thì các bác có thể thấy này, nội thất sắt xi của em nó còn 7 màu, chưa có han gì hay xuống màu gì cả, hình thức còn rất là đẹp. Đây, phần quạt gió này trắng bóc này. Đấy, bánh đà đây còn 7 màu luôn ạ. Tất cả các cái chi tiết còn rất là đẹp và bao zin nguyên bản. Đấy, đấy, sắt xi còn 7 màu luôn. Đấy, motor rất là lớn ạ. Đấy, các bác thấy không ạ, motor rất là lớn, có nguyên tem, có tech. Đấy, rất là lớn. Phần cái con tụ này, tụ nhôm. Đấy, hình thức thì con này thì quá đẹp rồi. Đấy, không phải nghĩ rồi. Đấy, có hai đường line in và hai đường line out. Tiếp theo thì em sẽ test cái chất âm của cái chiếc đầu 6300 này. Model này thì huyền thoại rồi, chất âm thì có lẽ không phải bàn nữa. Hay nhất nhì của Tech, chạy 2 chiều, chạy bằng 12 chiều. Đây là cái phần lắp lưng đây. Lắp lưng thì em đã tháo sẵn ra rồi. Đấy, còn rất là đẹp ạ. Test cho các bác nghe. Rồi em sẽ test cái chiều ngược lại cho các bác xem nhé. Các bác lưu ý là nếu mà dùng đầu 2 chiều, thí dụ chúng ta đang dùng nghe chiều này muốn bật chiều ngược lại thì chúng ta lên stop, tránh trường hợp đang chạy đây bật luôn lại thì nó không tốt cho cái động cơ về sau, nó không có cái độ bền, nó không bằng. Ta cứ stop thì là chúng ta chỉ cần chạy chiều ngược lại. Dây mỏng mực máy rất là đẹp, nguyên zin và hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Nhờ khổ bưu chính bắn cầu về.
chào các bác, và em cũng báo giá lại luôn cho bác nào chưa biết giá của cái model 6.3 này. Sản phẩm này bên em có mức giá bán 20 triệu đồng tặng kèm một cặp húp. Xin chào và hẹn gặp lại.